Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio giao buôn một lô loa cho một bác khách. Các bác có nhu cầu dựng loa, có nhu cầu nhập số lượng, hãy eBay trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyên Audio. Và hôm nay thì Tùng Nguyên Audio giới thiệu về rất nhiều tép và bát phân tần để dựng loa phun. Đây là cặp bát 30 toàn giải của từ 140 và côn 51. Đây là cặp bát 30 Martin từ 170 và côn 65. Sản phẩm chỉ có 2 mẫu thôi, nhưng là số lượng. Và tép của nó thì có tép 450 của B3 từ 120 côn 14. Và tép này là từ 100 côn 34 của B3. Nắp nhôm, kèn nắp nhôm, chạm nhún màu vàng, củ này là củ ren xoáy. Củ này là củ 250 từ 100 côn 34 ren xoáy. Củ này là từ 140 côn 44, từ 120 côn 44. Loại này là loại bắt ốc, bắt 4 con ốc. Nắp nhôm chạm nhúm. Một thùng của nó có 6 đôi, thùng nhập nguyên chiếc vừa cắt đai ra để giới thiệu cho khách hàng. Và phân tần của nó thì chạy với 5 bộ phân tần BL1. BL1 chạy một chở nhôm và một bóng câu chì để chống cháy. Các cái này nó phun loại công suất nhỏ, mình lắp cái BL1 này tiếng của nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. BL1 đây, tất cả đều là những con số 5 hết. Bát 30 toàn giải trợ lời cực tốt cho anh em chơi dàn karaoke. Nếu như bộ dàn bị tối tiếng hoặc muốn nghe nhạc vàng cổ điển thì chơi các cái bộ bát 30 toàn giải từ 140 côn 51 oánh thẳng từ âm ni ra, không cần phải qua phân tần hay qua một thiết bị gì cả. Đấy, từ 140 và côn 51. Từ 140 côn 51. Gân vải tẩm dầu 3 gân và màng giấy. Lón của nó như một cái phễu. Con này nó không giống các dòng bát bình thường, nó ra cả 3 giải đều nhau. Đấy, ra cả 3 giải đều nhau. Bát trung tép, đấy, đánh thẳng từ âm ni ra, không cần phải qua phân tần. Mà mình nghe nhạc nó lại cực kỳ là ngọt tiếng và trợ lời karaoke cực tốt trong các bộ dàn karaoke. Từ 140 côn 51 bát 30 toàn giải. Và bát 30 Martin ở đây là từ 170 và côn 65. Bát 30 Martin từ 170 côn 65. Con này các bác có thể thay vào các cấu hình thùng loa BMW hoặc là dựng loa full. Đấy, bát này là bát loa full các bác nhé, chứ không phải bát sinh ra để vào nắp vào loa nằm. Nhưng ai có nhu cầu mà hát tiếng sáng thì mình sử dụng con bát 30 Martin côn 65 này, tiếng khi ghép vào loa nằm Tùng Nguyễn bao cho tất cả các bác, tiếng của nó cực kỳ sáng. Gân vải tẩm dầu 2 gân. Đấy. Hôm nay thì em có làm một cái clip để giới thiệu về mấy mẫu sản phẩm của combo loa full. Thì đây là những sản phẩm được giao buôn. Thì thoảng em cũng làm một cái clip này lên để cho khách hàng anh em thợ biết đến cửa hàng Tùng Nguyễn Audio liên tục giao hàng cho khách. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn các bác trong một cái clip mới nhất nha.